Kéo cắt cành trên cao đa năng là một dụng cụ nông nghiệp vô cùng hữu ích, không thể thiếu trong bộ dụng cụ làm vườn của mỗi nhà. Với thiết kế tinh xảo được làm bằng chất thép cao cấp chống rỉ sét vô cùng sắc bén, nên thao tác khi sử dụng rất đơn giản và nhanh chóng. Là một giải pháp cắt tỉa, cưa cành nhánh giữ trái hiệu quả cho cây ăn trái, cây xanh đô thị, cây công nghiệp, lâm nghiệp và cây cảnh tầm cao từ 1 đến 5 mét. Khi sử dụng kéo cắt cành trên cao đa năng, bạn không cần phải leo trèo để cắt tỉa và thu hái trái, thay thế nẹp tre, liềm móc truyền thống, hạn chế bị té vấp ngã gây nguy hiểm đến tính mạng, tiết kiệm thời gian và công sức. Không chỉ đa dạng về chức năng mà kéo cắt cành trên cao đa năng, còn có nhiều kiểu dáng và độ dài khác nhau. Hiện nay, cửa hàng Tôi Yêu Nông Nghiệp của chúng tôi xin cung cấp 4 mẫu kéo. Một, kéo cắt cành trên cao đa năng 3m được thiết kế tinh xảo giúp sản phẩm vừa nhẹ, dễ dàng vận chuyển, mẫu mã bắt mắt và chịu được lực tốt. Lưỡi kéo được chế tạo bằng thép carbon có độ cứng cao và được xử lý nhiệt đặc biệt, đảm bảo độ sắc bén dài lâu và đường cắt chính xác. Phần cán kéo được chế tạo bằng hợp kim nhôm cứng, đảm bảo độ bền và sự vững chãi khi kéo cán dài đến 3m. Phần đuôi cán là phần điều khiển sự hoạt động của lưỡi kéo, được chế tạo bằng nhựa cao cấp, chống trơn trượt khi tay có nước và được tích hợp thêm chốt khóa an toàn ở phần đuôi. Kéo có thể kéo dài đến 3m và có thể thu ngắn nhiều tầm khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Nhưng chúng ta có thể thu ngắn ở mức thấp nhất là 1,8m nhờ hai chốt khóa an toàn được thiết kế chuyên nghiệp. Lưỡi kéo được sản xuất bằng thép không rỉ, đường kính lưỡi kéo là 2cm với kẹp giữ trái chuyên nghiệp, cho phép cắt cành ở đường kính lên đến 1 đến 1,5cm. Đặc biệt sản phẩm kéo có gắn thêm cưa, có thể cắt những cành to và cắt những cành trên cao nhẹ nhàng và không tốn công sức, lưỡi cưa sắc bén và dễ dàng tháo lóc. 2. Kéo cắt cành trên cao dây giật 3m là một sản phẩm tiện lợi được nhiều nhà vườn tin dùng bởi những tính năng vượt trội, chỉ cần đứng dưới thấp có thể cắt được những cành trên cao mà tay không thể với tới. Với chức năng cắt cành, lực tác động thông qua sợi dây dù dùng để kéo, lưỡi kéo đầu gậy sẽ cắt cành, lực cắt cành rất mạnh và không hề tốn công sức. Lưỡi kéo được chế tạo bằng thép carbon có độ cứng cao và xử lý nhiệt đặc biệt, đảm bảo độ sắc bén dài lâu và đường cắt chính xác. Đầu kéo tích hợp một bộ phận bao gồm một sợi dây dài có cán cầm, một ròng rọc giúp lưỡi kéo hoạt động nhẹ nhàng. Phần thân kéo được chế tạo bằng hợp kim nhôm cứng, đảm bảo độ bền và sức vững chãi khi kéo dài đến 3m. Ngoài ra sản phẩm còn đi kèm một lưỡi cưa có hình cong giúp cưa các cành to hơn. 3. Kéo cắt cành trên cao đa năng 4m có kẹp kim loại, được thiết kế với thanh hợp kim nhôm loại nhẹ nhưng rất cứng cáp, chịu được sức mạnh và độ bền cực tốt, là một dụng cụ chắc chắn, được thiết kế độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, hái được hầu hết các loại trái và cắt cành vô cùng tiện lợi. Về cấu tạo và kiểu dáng, kéo cắt cành trên cao 4m cũng giống như kéo cắt cành trên cao đa năng 3m có kẹp kim loại. Riêng về kéo cắt cành trên cao đa năng 4m, chúng cũng có thể thu ngắn lại với nhiều tầm khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, nhưng chúng ta có thể thu ngắn với mức thấp nhất là 2,3m nhờ hai chốt khóa an toàn được thiết kế chuyên nghiệp. Mẫu kéo này được thiết kế truyền lực tiên tiến bên trong thân, chỉ cần việc bóp nhẹ đã đủ sức cắt các cành trên cao mà không hề khó khăn. Với cơ cấu tay cầm giống như phanh xe đạp, tay cầm bấm nhẹ nhàng có thể xoay 180 độ và chốt an toàn, giúp người dùng sử dụng đơn giản, bảo quản trong nhiều điều kiện khác nhau. 4. Kéo cắt cành trên cao đa năng dây giật 5m được thiết kế với thanh hợp kim loại nhôm nhẹ nhưng rất cứng cáp và có độ bền cực tốt, dễ dàng vận chuyển dù không sử dụng cũng không bị rỉ sét. Kéo cắt cành trên cao đa năng với chiều cao 5m có thể cắt tỉa các cành nhánh vô cùng dễ dàng. Với một người có chiều cao trung bình thông thường thì vẫn có thể cắt tỉa các cành trong phạm vi 6m và hoàn toàn đơn giản. Kéo có chiều dài 5m và có thể thu ngắn lại theo nhiều tầm khác nhau tùy vào mục đích của người sử dụng. Mẫu kéo có đường kính cắt tối đa là 3,2cm, có thể cắt tỉa các cành nhánh dễ dàng mà không phải tốn nhiều công sức. Kéo hoạt động dựa theo nguyên lý ròng rọc, vì vậy người sử dụng chỉ cần đứng dưới đất dùng dây giật kéo, lưỡi kéo có thể cắt vào cành nhẹ nhàng mà không mất nhiều công sức và tiết kiệm thời gian. Lưỡi kéo sắc bén được chế tạo bằng thép không rỉ có độ bền cao, kéo được thiết kế theo cơ chế độc đáo với sự hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đầu kéo với một lưỡi cắt và một lưỡi cưa, trong hỗ trợ cắt cưa cùng một lúc tăng hiệu quả cắt tỉa. Tay cầm gỗ nhẹ vừa tay đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cách sử dụng kéo cắt cành trên cao đa năng vô cùng đơn giản. Đầu tiên kéo cán ra theo độ dài mong muốn và khóa chốt an toàn lại. Nếu như đối với các cành có đường kính to bạn cần phải sử dụng cưa, thì đầu tiên bạn phải lắp lưỡi cưa theo mặt sau của đầu kéo, sao cho hai lỗ trên lưỡi cưa phải nằm vào hai vị trí cố định có sẵn trên đầu kéo và lưỡi cưa phải hướng thẳng lên trên. Cuối cùng xoay chốt nhựa lại theo chiều ngược kim đồng hồ. Thật tuyệt vời với 4 mẫu kéo cắt cành trên cao đa năng đúng không nào? Sản phẩm của bạn sẽ được bảo hành 1 tháng tính từ ngày mua sản phẩm tại cửa hàng chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.